Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn lợi ích của đậu phụ đối với sức khỏe nha, mà các bạn có thể chưa biết nhé. Đậu phụ phụ có thành phần dinh dưỡng rất là phong phú, chứa hàm lượng lượng protein cao, ít chất béo, natri, carbon hydrate, và nó cũng có chứa rất là nhiều khoáng chất như canxi, sắt, magie và các loại isoflavonoids có lợi cho sức khỏe. Hơn nữa, sự có mặt của amino acid thiết yếu, đậu lành được hay là đậu phụ còn được gọi là nguồn thực phẩm đạm hoàn chỉnh. Vì vậy, đậu phụ hay là đậu hũ là làm từ cái những sản phẩm làm từ đậu lành ấy có thể cung cấp đầy đủ các loại chất này cho cơ thể của chúng ta. Thế nên khi mà ăn đậu phụ ấy và những cái thực phẩm có nguồn gốc từ đậu phụ hay là đậu lành này thì nó sẽ giúp chúng ta phòng ngừa được bệnh tim mạch nhé. Thứ hai là giúp chúng ta giảm nguy cơ mắc các bệnh về ung thư ấy. Ngăn ngừa tiểu đường type 2, hỗ trợ cải thiện chức năng của thận, ngăn ngừa tổn thương gan và hỗ trợ làm giảm triệu chứng mãn kinh của chúng ta. Và cũng có một số nguy cơ do đậu phụ gây ra. Ví dụ như là có những một số thành phần ấy gây dị ứng ấy ở trẻ em ấy. Trẻ em này khi nhỏ có một số trường hợp nó sẽ bị dị ứng, như đến lợn khi lớn thì nó sẽ tự khỏi ấy, khi mà chúng ta ăn đậu lành ấy hay đậu phụ ấy, như là phát ban, ngứa vào trong miệng ấy. Một số loại thuốc thì trị trầm cảm ấy chứa hàm lượng axit amin cao có thể tương tác với sản phẩm của đậu phụ lên men ấy. Và một số loại thuốc ấy khi mà chúng ta dùng thì sẽ không mấy đậu phụ thì nó sẽ không tốt ấy. Và những ai thì không nên ăn phụ đậu phụ là những bệnh nhân gút này, bệnh nhân suy thận này, bệnh nhân bị viêm dạ dày này, những người bị bệnh xơ cứng động mạch này, và những người bị lạnh bụng ấy, thì chúng ta không nên ăn đậu phụ nhé. Và một tuần chúng ta nên ăn bao nhiêu đậu phụ, là chúng ta nên ăn khoảng 2 lần, mỗi lần khoảng 100 gram đậu phụ thôi. Với phụ nữ ấy, thì ăn đậu phụ nhiều thì nó cũng sẽ giúp chúng ta giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư tử cung nhé. Có lợi cho phụ nữ tiền mãn kinh này, và nó rất là giàu sắt, giàu canxi và giúp chúng ta xương chắc khỏe hơn, phòng chừa loãng xương nữa. Đấy là đối với lưỡi dưới, và giúp mà thậm chí nó còn giàu protein giúp cải thiện chất lượng tóc, da và cơ bắp. Thế nên phụ nữ mà không bị những bệnh ở trên ấy, thì đặc biệt là bệnh thận ấy, thì chúng ta ăn đậu phụ rất là tốt nhé. Còn hôm nay mình làm cái món canh đậu phụ này rất là đơn giản thôi, mình chỉ cần thêm ít lấm, ít cà chua, đậu phụ và ít hành, và mình sẽ có một bát canh vừa mát vừa ngon như này. Các bạn có thể làm theo video của mình nhé.